thể quý vị như vậy hiện diện trên sân khấu lúc này đây là đại gia đình anh Đạt Tâm, chủ nhân của ngôi nhà mới hạnh phúc ngày hôm nay. Xin mời anh chị sẽ cùng gửi lời chào trân trọng và đặc biệt nhất tới toàn thể quý vị bằng cái cúi đầu thật sâu đi ạ. Xin mời. Dạ vâng, thưa toàn thể quý vị, một ngôi nhà khang trang dẫu sớm hay muộn thì đó cũng là mơ ước của tất cả các cặp đôi, và đó cũng là mơ ước của gia đình anh Đạt Tâm. Và để rồi ngày hôm nay anh chị cũng đã giành được mơ ước đó. Và ngay giờ phút tại đây thì giờ lành cũng đã đến rồi. Chúng tôi sẽ không phải để quý vị chờ lâu hơn nữa. Cho phép ban tổ chức viên viên Tâm Tuân xin trân trọng tuyên bố chương trình buổi tiệc tân gia của gia chủ Đạt Tâm chính thức được bắt đầu. Những chào vào tay của quý vị đâu rồi ạ? Tốt mưu cho Tâm Tuân bán đâu và mẹ xin năm nữa. Sợ chứng là người ai, phổ hơn áo này hơn nào, phả mảnh hơn người ai đâu. Dạ vâng, thưa toàn thể quý vị, và ngày hôm nay đây với tình cảm của toàn thể quý vị và các khách quý dành cho đại gia đình, để đáp lại những tình cảm yêu thương đó, ngay sau đây xin được mời anh Đạt Tâm sẽ có những lời phát biểu đến toàn thể quý vị. Sợ chứng là của mẹ, sợ của mẹ là nó còn ngày đó khó khá từng mặt từng anh rồi. Chúng ta cũng là cũng thà hạt phi long để sinh ra chia sẻ mấy cái làng hết nơi ở muốn là thống hóa mới xin á mới đi rất cả chẳng là tổ chức mấy anh chị nói cả mới học tất cả chúng em cũng để chú ý mấy tổ chức chị em không nên cảm thấy sang chẳng là nói cái sợ chút bẩn là chúng em ở cả hảo phan mình xin là chết chính mà kiểm đấy thôi. Vâng, cảm ơn gia chủ Đạt Tâm đã có những lời phát biểu rất là chân tình gửi đến toàn thể quý vị quân khách. Vâng, xin chúc cho anh thật nhiều sức khỏe và gia đình hạnh phúc. Cho nên nó phải xóa phép tư đơn máy ở xóa tăng nào ấy ai xóa trao xung mải xung im xung bởi xung ní xung bí xung nông tinh cầu tinh xíp cơ bà máy ở bà mẹ bà nọ xung bón ở ai Đạt Tâm qua mươn năng trao của năng phải hạc bạch nặng chảo lũng chảo tà mắc cục mắc cụ mắc xuống mắc phành tánh hơn là rào mưa sai cái thách kiếm ma mưa khóa chắc hà đầy dễ đẩy hơn mắc làng xuống xung bón bà nì máy ở bà mẹ bà nọ mình đi qua cái tăng hà lại mưa lì bên chăn mưa sàn bên chép mưa lẹp bên lì bị bờn mà khẩn ở cái tăng là háp khẩn mà non là con khẩn mà rú rú hơn là khá mặn cơ ba mỡ chân cá mới hỏi nòng xuống lại na lúng tà xuống lại bàn các phường bàn xuống lại phường hao còn nắng bất trình báo chế hao còn nắng thái năm mưa xử lý bị hùa kiềng mi khọc lá má xúc xó phong bì phốc xóm trái tim mưng hơn mỡ làng sùng xương ngà bón người ai Đạt Tâm mỡ khỏi cũng biết rằng hơn xưa xó tăng nải ai xó chúc hợp lại nông bố mẹ phật hào hàn xiềng sờ phía nông lào diệt phía bản hợp mất tướng trà bàn phía nông lào diệt phía mương hợp mất tướng trà cả phía nông lào giúp lòng rú na hợp mất ni bà chấm cỏ tô diệt sang ly lầy cây sinh tên hào hàn xiềng sờ mấy nữa ai nông bố mẹ chú phủ chú cốt này nữa hào chư nữa bố mẹ phía nông nữa sống mãi mãi sống tàng nài đau bom mẹ hao rú cơ tử sập chúc hờ ơi ai hơn là phàm mặn hào hoàn xỉn sờ tẻ ngúa hắn pe lầy tẻ quai hắn pe lắm ăn hai đám mi ăn lì hà lầy công tác hắn mắn tiến bộ na ai Đạt Tâm nơ. Dạ vâng, thưa toàn thể quý vị, như ban tổ chức chúng tôi đã nói rồi ạ, để có được một ngôi nhà rất là tuyệt vời. Không biết rằng quý vị toàn thể quý vị quan khách chúng ta đã có dịp trở về với đại gia đình để tham quan ngôi nhà hạnh phúc anh chị chưa ạ? Dạ vâng ạ, một thời gian không ngắn và cũng không dài, anh chị cũng đã dùng những viên gạch tảng đá thành sắt để chất ghép thành một thể thống nhất. Và để có được một ngôi nhà đó, chúng ta sẽ không thể không công ơn, cảm ơn tới các anh trong đội thờ phải không ạ? Đội thờ thì cũng có rất là nhiều, thờ xây, thờ mộc, thờ nước, thở hàn, thở mái phải không ạ? Xin thay mặt cho đại gia chủ xin được cảm ơn các anh rất nhiều và chúc cho các anh các chú trong đội thờ sẽ có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và sẽ có rất rất nhiều công trình để phục vụ cho bà con Sơn La nói riêng và toàn thể đất nước nói chung. Và liên tục chương trình thì anh chị đang rất rất muốn mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng nâng ly để cùng chúc mừng ngôi nhà mới của anh chị trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin mời anh chị. Tâm có ai xóm ơi, bà mẹ bị nóng hỏa cần hai chén lẩu tìm. Xóm ơi hỏa cần áo lẩu bay bom nữa bà mẹ bị nóng nữa. Hai tìm nữa bà mẹ ơi, sao để mơi nào. Xóm ơi xúc mải xúc em, xúc mải xúc mí, xúc mải xúc nông hỏa cần hai lẩu bay.
ชมวนหันมาหลังสูงนะพี่น้องเนอะซึ่งออกบ้านไม่ดีกว่าหลังแง่ก็มีหัวไก่นาหางปลาซ่องสปอสแม่เสยสายสติสนองจะแมนทักตินข้าปลาพวกนี้สั่งมิ้นแก่เหล่าชื่อจางถอยห้าวกันนาขำแก่เหล่านอขึ้นชมวนหันมาหลังสูงในบ้าปีน้องเอ้ยไอ้น้องป้าแม่เอ้ยให้เฮงเนี่ยก็ให้อะไรอ่ะกินเหล้าเฮิร์นเมากินเหล้าเกลือเนาะให้เจ้าละมวนเจ้าละซุงเจ้าละเสืองละพี่น้องเอ้ยเขาว่าโซจมบนเฮิร์นหมาน้อยเนาะสมัยสมัยสมัยสมัยสมัยน้องเขาเข้ากันขันเจ้าเหล้าตื่นขึ้นในเบาตั้งเท่าเข้าตั้งตื่นขึ้นเนาะงัดเถียงเสล่างัดเท่าเสียงจันทร์หลีได้สมัยสมัยเนาะไม่เนาะสไลม์ไต่ไหลป้าแม่พี่น้องเต็มเนาะป้าแม่เนาะบังบาต้นต่อยซิลิโคนหมดไฮบาคุ้มอิโซหมดไฮบาคุ้มอิโซหมดไฮบาจุ๊บมึงดันซาแต่การเดือดของคุ้มพี่เอ้ยคุ้มพี่เอ้ยเบนาซาซาไม่บ้าหวยเกียวจินบิงเบเกียวเชื่อโฮอ่ะคุ้มพี่เอ้ยเหมือนเจ้าตัวไม่ใช่แอมเบนหวยคนนู้นเด้อเหมือนเชื่อโฮอ่ะโฮไหลเนาะคุ้มพี่เอ้ยหมดฮานีบาสู้ฮานีบาสู้ฮายมาชุบมึงเตียกเส้นซาได้ครับเอาเริ่มต่อไปเป็นแล้วเริ่มมาไม่สำเร็จสิ่งหนึ่งเมย์ gia chủ chúng ta sẽ cùng trở về chỗ danh dự để chào đón cũng như tiếp đón toàn thể quý vị rất là muôn rất là sung rất là sướng lại đông con mẹ cho phụ chú cô ơi hay ở ai đặt tâm qua mi hơn má làng sùng đều quế tí chỉ chuẩn bị bốn bánh má áo cắn má muôn xẻ má mà nó quế tí là phi nào nữa
Vâng, quý thưa quý thân mến, chúng ta được chứng kiến tiết mục múa hơ mông đến từ các chị em đại gia đình hạnh phúc của Đạt Tâm trong buổi trưa ngày hôm nay. Và các chị em với những bộ váy, vâng, áo vóm mang bản sắc dân tộc Thái Tây Bắc của chúng ta rất là tuyệt vời, quý vị.